Mitsubishi Việt Nam sẽ triệu hồi khắc phục lỗi ở một số dòng xe của hãng do lỗi phuộc chống cửa đuôi. Dự kiến thì sẽ có khoảng 1.000 xe được triệu hồi khắc phục trong đợt này. Mitsubishi Việt Nam sẽ triệu hồi để kiểm tra thay thế giảm chứng cửa phía sau cho 943 xe Mitsubishi Outlander Sport sản xuất từ năm 2014 đến năm 2016 và Mitsubishi Outlander Sport sản xuất từ năm 2014 đến năm 2015. Theo Mitsubishi Việt Nam, trong phục chống cửa đuôi của dòng xe Outlander Sport chứa khí ga, phần nắp đậy của ống ngoài phục chống cửa đuôi có thể bị rỉ sét do lớp phủ chống ăn mòn được sơn không đủ. Nếu tiếp tục sử dụng trong điều kiện phục chống cửa đuôi đang bị rỉ sét, phần nắp đậy của ống ngoài phục chống cửa đuôi có thể bị vỡ do ống này phình to ra trong quá trình rỉ sét. Tương tự, lỗi ở giảm chứng cửa sau cũng có thể xảy ra với gần 3.300 xe Mitsubishi Pajero Sport được phân phối ở Việt Nam từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2016. Theo chương trình triệu hồi đã được Cục Đăng kiểm chấp thuận, thì các đại lý và trạm dịch ủy quyền của Mitsubishi sẽ thay thế miễn phí giảm chứng cửa sau cho xe Outlander và Pajero Sport với thời gian 30 phút mỗi xe. Chiến dịch triệu hồi thay thế giảm chứng cửa sau cho hai dòng xe trên được thực hiện từ tháng 8 năm 2017 cho đến hết tháng 7 năm 2019.